Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 2, trang 127, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập trung. Bài tập 2 đề bài như sau. Cho hình bình hành MNPQ có MN bằng 12 cm, chiều cao KH bằng 6 cm. So sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hai hình tam giác MKQ và tam giác KNP. Như vậy, với bài tập này, chúng ta sẽ áp dụng công thức tính diện tích tam giác S bằng A nhân H chia 2, trong đó A là độ dài đáy và H là chiều cao tương ứng để tính diện tích từng hình, rồi so sánh kết quả với nhau. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập số 2. Bài 2. Đầu tiên, cô sẽ tính diện tích hình bình hành MNPQ. Ta lấy 12 nhân với 6. 6 nhân 2 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 nhân 1 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. Như vậy diện tích của hình bình hành MNPQ bằng 72 cm². Tiếp theo, cô tính diện tích của hình tam giác KQP. Chúng ta sẽ lấy cạnh đáy của hình tam giác là QP bằng 12 cm nhân với chiều cao KH bằng 6 cm rồi chia cho 2. 12 nhân 6 chia 2 bằng 12 nhân 6 bằng 72. 72 chia cho 2 bằng 36 cm². Diện tích của hình bình hành MNPQ chính bằng diện tích của tam giác KQP cộng với diện tích của hai hình tam giác MKQ và KNP. Như vậy, tổng diện tích của hình tam giác MKQ và tam giác KNP là ta lấy diện tích của hình bình hành là 72 trừ đi 36. 2 không trừ được 6, lấy 12 trừ 6 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 3 nhớ 1 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3. Như vậy chúng ta được kết quả là 36 cm². Như vậy ta thấy diện tích của hình tam giác KQP bằng 36 cm². Mà 36 cm² cũng chính bằng tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP cũng là 36 cm² chúng ta vừa tính được. Vậy, diện tích hình tam giác KQP bằng với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.
vì chúng đều bằng 36 cm². Vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 2, trang 127, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập chung. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải 2.com. Cô chúc các con học tốt!